Dạ, Ngọc Ngân xin kính chào đại gia đình thân yêu. Thì hôm nay thì Ngọc Ngân xin giới thiệu với quý cô chú anh chị về những cái cây bông trang. Thì những cái cây này thì là những cái trang thái quý cô chú anh chị và gia đình Ngọc Ngân thì ghép ở trên đây là có 3 màu cơ bản. Đó là màu đỏ. Màu đỏ nó nở hoa giống như quý cô chú anh chị đây nè, màu đỏ. Cái bông này thì nó nở chùm nha quý cô chú anh chị. Màu đỏ. Rồi màu vàng, đây là màu vàng 4 cánh. Thì bên cạnh màu vàng 4 cánh thì gia đình Ngọc Ngân cũng có ghép thêm màu vàng 5 cánh là cái lá sắn này nè, nhưng mà nó chưa có nụ hoa. Rồi có màu hồng nữa, nhưng mà màu hồng ở đây thì đây nè, đây là những cái màu hồng nè quý cô chú anh chị. Thấy trên một cái cây mà lá nó khác nhau á, và khi ghép á thì cây nó liền lạc hết rồi nha quý cô chú anh chị. Mình nhìn là mình không biết cây ghép luôn, cây nó rất là liền lạc. Và cây thì dạng một cốt. Thì quý cô chú anh chị có yêu thích những cái dòng trang nhiều màu thì hãy liên hệ ngay với Ngọc Ngân. Cơ bản là có đỏ nè, hồng nhạt, hồng đậm, rồi vàng nhạt, vàng đậm. Nhưng mà mỗi cái vàng đỏ thì Ngọc Ngân vàng là tính là một màu, đỏ là tính một màu, hồng là tính một màu nha. Cơ bản thì nó sẽ có ít nhất là 3 màu trên một cái cây. Dạ, rất là xinh xắn, rất là dễ thương nha quý cô chú anh chị. Quý cô chú anh chị nào có yêu thích thì hãy liên hệ ngay với Ngọc Ngân nè. Đây là những cái màu hồng nè, cái này thì cái bông nó rụng rồi thì rất là liền lạc luôn. Đây là cái mắt ghép nè quý cô chú anh chị, đây là cái mắt ghép nhưng mà nó đã liền lạc hết luôn rồi nha. Dạ, là màu đỏ với màu vàng với màu hồng, cơ bản là nó có 3 màu. Cái vàng 5 cánh thì cái lá nó sắn sắn nè. Ngoài ra thì Ngọc Ngân cũng có cung cấp cây giống nhỏ của từng màu nữa, nên là cần loại nào thì quý cô chú anh chị hãy liên hệ ngay với Ngọc Ngân. Rồi cho địa chỉ thì Ngọc Ngân sẽ gửi cho quý cô chú anh chị cái khoảng thời gian đặt hàng là 6 giờ chiều cho đến 9 giờ tối. Tại vì ban ngày Ngọc Ngân đi làm không có bắt máy của quý cô chú anh chị kịp. Còn... và quý cô chú anh chị lưu ý là mình đừng có gửi tin nhắn về địa chỉ số điện thoại ở trên YouTube. Tại vì khi gửi lên đó thông tin mình sẽ bị đánh cắp á. Nhiều khi Ngọc Ngân chưa có gửi mà những cái nơi khác thì người ta đã gửi rồi á quý cô chú anh chị. Do đó là quý cô chú anh chị hãy lưu ý là mình đừng có gửi thông tin ở trên YouTube. Cuối video Ngọc Ngân xin kính chúc quý cô chú anh chị lúc nào cũng có thật là nhiều sức khỏe và có thật là nhiều niềm vui ở trong cuộc sống nhé.